Ngày 31 tháng 10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công bố kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2019. Tính đến tháng 6 năm 2019, trên địa bàn thành phố có 2.052.279 trẻ em. Theo đánh lạnh của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại và xâm hại tình dục vẫn xảy ra và cấu truyện phức tạp, có xu hướng gia tăng với cơ chế ngày càng tinh vi. Cụ thể, từ năm 2011 đến 2014, trên địa bàn thành phố có 691 trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, trên địa bàn thành phố có 782 trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, 43 trẻ em trai và 739 trẻ em gái, trong đó có 695 trẻ bị xâm hại tình dục. Đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em ngày càng mở rộng, có cả người có nghề nghiệp ổn định, năng lực dân trí cao, có địa vị làng hội, tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 18 trở lên. Phần lớn những người xâm hại trẻ em là nam giới. Thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng sự tin cậy hay sức ảnh hưởng của mình hoặc dùng lòng tốt nhằm dụ dỗ, đe dọa để thực hiện hành vi xâm hại với trẻ em. Việc xâm hại gây kết quả cho trẻ ở các mức độ khác nhau, nhất là gây tổn yêu đương trong suốt quãng đời còn lại của trẻ. Trong tổng số vụ xâm hại trẻ em nêu trên, đau lòng là có 6 trẻ em tử vong, 6 trẻ em bị yêu đương tật, 14 trẻ em bị rối loạn tâm thần, 86 trẻ em có thai, 9 trẻ em phải bỏ học và 661 trẻ em bị tác động khác về thể chất, tinh thần. Tuy nhiên, con số này có thể chưa hoàn toàn phản ánh thực tế do yếu tố văn hóa, nhiều gia đình chọn cách im lặng và năng lực nhận thức của trẻ về vấn đề xâm hại. Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất việc thiết lập các đơn vị cảnh sát chuyên biệt về bảo vệ trẻ em. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị các bộ ngành trung ương có pháp luật đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi bởi cha, mẹ, người chăm bẵm trẻ em bị xâm hại nhưng cha, mẹ, người chăm bẵm trẻ em từ chối thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp làng, cơ quan công lao yêu đương binh và làng hội cấp huyện đề nghị tòa án có thẩm quyền ra quyết định hạn chế quyền của cha, mẹ, người chăm bẵm trẻ em hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm bẵm trẻ em và áp dụng biện pháp chăm bẵm thay thế. Tòa án Nhân dân cấp huyện quyết định việc chăm bẵm thay thế đối với trường hợp trẻ em không thể sống cùng cha, mẹ vì sự an toàn của trẻ em, cha, mẹ không có năng lực bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em hoặc chính là người xâm hại trẻ em.